là dỗ ông nội ta. Ông nội ba ba nhà nó là dỗ mình. Hả? Ông nội là dỗ mình. Bậy. Ông nội đây là ông nội của ông nội. Ông nội của ông nội là tao không có. Mình thấy không sao cả. Nội tao bây giờ ông nội là ai dỗ? Là vợ đưa. Giờ ông nội là lên tên là tư dỗ rồi. Dỗ đó. Tư dỗ, tức là bắt sáo xong rồi là rước về, rước trước, ông nội là tiết rước trước. Vậy nào nó mới đưa lên ông sáo. Đúng rồi. Mấy đưa lên ông kính là giờ phải tân dỗ không? Ông bãi rước, ông bãi dỗ ông nội, ông già. Dạ đúng rồi. Ông bãi dỗ ông già, rồi ông bãi mới rước ông con ông nội này gì lại dỗ ra đại đệ. Rồi ông tư pháo nhưng mà tư pháo mình xui mà không có lệ gì không có xuống dỗ. Đúng rồi. Đó rồi. Còn phải nhớ để ông bãi vậy nè. Đưa cái lệ dỗ ông cố cho ông Ba Đức dỗ, ta kể cho nghe. Ông Ba Đức không chịu dỗ. Ở dỗ ông nội mà ông Ba Đức không chịu dỗ. Ông Ba Đức đệ dỗ cha mẹ chứ không có dỗ vợ ông bà. Phải không? Không, cái đó em không biết. Giờ chị kể em nghe thôi chứ. Cho nên là tôi biết hết trơn á. Em không nói. Rồi á. Ông nói đi mà nó không nói. Dỗ hai lệ. Nói dùm chắc đi mà nói. Dỗ hai lệ là ông Bãi với bà Bãi chết hết. Con Út mới dỗ luôn hai lệ. Thì sau khi Hùng Mười nó có làm xui, nó mới nói là thôi ba là nó tôi pháo xuống nói cô Út thôi để tôi chia rước con lệ, tôi về tôi dỗ nữa tôi xin xui đó. Cho nên nó là giờ Hùng Mười nó nhỏ cháu mà nó dỗ được bà cố bà sơ, còn tôi pháo thì dỗ ông nội. Cái chỗ rồi đó thì ông bà xuống